Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Chúng ta có đạo hàm của thương thì có công thức. Chúng ta có công thức như thế này. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này vào đây. Như vậy đạo hàm của x bình phương là 2x, còn chữ x chúng ta có số 1, còn c là hằng số chúng ta sẽ có số 0. Đạo hàm x chúng ta có số 1, còn một hằng số chúng ta sẽ có số 0. Như vậy chúng ta nhân vô chúng ta sẽ có như thế này. Chúng ta có 4x bình phương trừ 2x bình phương là chúng ta còn lại số 2. 4x vẫn giữ nguyên. Bx trừ bx chúng ta sẽ có số 0. Như vậy chúng ta chỉ còn lại như thế này. Tiếp tục đề nói. Cái f'x này nè, nó đi qua tại hai điểm. Đó chính là x bằng trừ 2 và x bằng 0. Có nghĩa là khi chúng ta thế hai con số này nè vào cái cục phương trình này, y phẩy sẽ bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có hệ phương trình. Bây giờ chúng ta thế số đầu tiên nha, là trừ 2. Còn số tiếp theo là số 0. Và chúng ta tính cái cục này ở đây. Thì chúng ta ra cái cục này là số 0 luôn. Thì cái cục này cũng là số 0 luôn. Như vậy, kết hợp cả hai phương trình này lại, chúng ta có B trừ C bắt buộc phải bằng 0. Như vậy B sẽ bằng C. Tại vì B bằng C á, thì có nghĩa cái cục này nó sẽ bằng 0. Thì chúng ta sẽ rút gọn cái y phẩy của chúng ta. Sẽ thành như thế này. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên dựa vào cái y phẩy nha. Chúng ta biết y phải đi qua hai vị trí, đó chính là trừ 2 và số 0. Nhưng mà chúng ta có trừ 2 nằm ở đây. Còn chúng ta có trừ 1 nha, tại vì ở vị trí này chúng ta bỏ trừ 1 vô, chúng ta sẽ có hai gạch và số 0 nằm ở đây. Bây giờ muốn biết cái dấu nó như thế nào, chúng ta chọn một số bất kỳ. Bây giờ mình chọn số 1 nằm ở đây nha. Chúng ta thế số 1 vào. Thì chúng ta ra số dương. Qua số 0 là dấu trừ. Qua đây vẫn là dấu trừ. Qua đây là dấu cộng. Trong khi đề của chúng ta á, có giá trị nhỏ nhất trên khoảng từ 2 đến 3 là 17 chia cho 3. Thì cái đoạn 2 với 3 nó nằm ở bên đây. Thì nếu mình mở rộng ra, thì cái số 2 và số 3 nằm ở đây nè. Thì khu vực này chính là khu vực đồng biến. Thì
thì giá trị min của chúng ta chính là ở vị trí x bằng 2. Như vậy, khi chúng ta thấy x bằng 2 vào đây, thì fx bằng 17 chia cho 3. Như vậy, chúng ta sẽ có phương trình thứ hai. Thì chúng ta rút gọn lại, cái này là số 3 nè. Thì ở đây cũng có số 3, chúng ta rút gọn lại thành như thế này. Cái cục này chúng ta ra số 8. Chúng ta đẩy số 8 sang bên đây. Thì chúng ta ra số 9. Chúng ta biết B bằng C. Chúng ta thấy cái cục này vào đây. Thì chúng ta gọi đây là chữ B đi. 2B cộng B là 3B. Và chúng ta chia hai vế cho số 3. B là số 3. Như vậy A cũng là số 3. A nhầm lộn, C chứ. C là số 3. Như vậy, trong trường hợp này, B và C bằng là số 3 hết.